cả nhà xem họ bắn tia laser này cả nhà. Bắn tia laser vào cái chỗ hồ nước này này. Lát lại xem tuyệt đẹp luôn ấy. Đây họ bắn tia laser này. Đây cái nhà này. Ôi giời ơi làm. Đây họ bắn đẹp không? Nhiều hình ảnh màu sắc đẹp lắm. Cả nhà nhớ đón xem cho hết nha, hay lắm luôn, thú vị lắm. Này nhiều hình ảnh màu sắc này cả nhà. Huyền ảo lung linh. Làm như thật luôn cả nhà. Xem rất là thích luôn. Đây cả nhà này có người, nhiều người xem này là người ta xem quá trời luôn. Đây cả nhà người ta xem quá trời luôn. Lung linh huyền ảo. Đẹp lắm cả nhà ơi. Xem mà thích lắm luôn ấy. Sát Úc này đấy nhỉ. Đây. Đây. Dạ, hôm nay chủ nhật cho nên là người rất là đông cả nhà. Họ hôm nay họ tập trung ở đến đây và xem bắn tia laser cái nhà này này. Nhà Aurora. Từng bậc thang lên nhà hát Aurora ấy nhỉ. Like a baby sister too. Bye, mini chair. Bye, Babu. Hi, little sister. How are you? What is your name? Lisa. Lisa. Hi, Lisa. What's your name? Lisa. Lisa, and your name? What's your name? Ara. Ara. And what's her name? Here. Is it? Megan. And here, her name?
Li Annie, Annie. Annie. See you, babies. Bye. 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 Nice meeting you, little one. She's very cold. You need to put on for sleep. Thank you. You say bye to my baby. It's okay. Đây là đoạn đường về nhà này cả nhà. Đi qua một chiếc cầu rất là dài. Trong này là đi tốc độ 80 km nha cả nhà, rất là nhanh. Về đến nhà rồi cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối ngủ ngon và hạnh phúc. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ của cho em với nhé. Bye bye cả nhà.